Trung Quốc là đi bộ không ạ? Thì đi Trung Quốc là một lần thì chỉ biết là chỉ đi ngoại cảnh thôi, một chỉ đi bộ không ạ? Còn ở đây cũng sướng hơn sao? Đi chút xíu đấy. Đi rồi nhưng mà hồi xưa cách đây mấy năm rồi. Thì đó. Tôi biết rồi. Video clip này chúng ta đang quay cảnh ở thành phố Pattaya. Rồi à, bây giờ là về khách sạn mà tức là khách sạn Pattaya là một thành phố biển trung tâm ăn chơi nổi tiếng của Thái Lan thưa các bạn. Dạ, và cái khách sạn này là thì nằm cái khu trung tâm luôn nha. Còn cái khách sạn này lát nữa mình vô trong phòng á thì có hai chai nước ở trên tủ lạnh uống miễn phí nha. Còn có về trong tủ lạnh đó là tướng tiền hết các chị ha. Dạ, nói chung là thì ăn uống cái gì là cái gì có của trong phòng khách sạn là người ta tính tiền rất là giá cao. Còn nếu có chị uống giá rẻ thì chị phải mua ăn đi ra ngoài đường đó. À, đi ăn ngoài đường là thì vô ăn trong phòng nó giá nó rẻ hơn. Dạ. Cái gì? Thì ăn cả tủ lạnh là không có được trả tiền nha. Dạ, free luôn. Dạ. Vâng. Ở đây bên Thái, bên đây phải thấy kẹt xe ha. Dạ, yeah, kẹt xe rồi. Tại yeah. Sao ở đây là thì cái người ta lái xe, người ta qua đây người ta đi chơi nhiều. Đi qua đây ha. Người ta đi qua đây người ta đi buổi chiều. Dạ, yeah, tại sao ban đêm người ta được đi chơi cả đêm, sáng này người ta mới nghỉ hàng đó. Chị bằng là lát nữa mà cho chăm cái khu trung tâm có cái nhà này, các chị thấy là thì khách nhiều hơn, người ta buổi chiều người ta đi ra ngoài đi kiếm nhà hàng ăn nè, buổi chiều tối người ta đi chơi tiếp. Ở đây là thì ở bên cái nhà này là muốn tặng chơi cái gì đầy đủ hết, không thiếu cái nào cả, muốn massage bất gần thì có hết nè. Số này là thì mình đề cập cái tỉnh Rayong, tỉnh miền Trung á nha. Cả tỉnh này nha, người ta trồng trái cây luôn ạ nha. Mà các chị giữ ai thích ăn trái cây này, sầu riêng này không được mang lên xe, khách sạn chỗ nào có điều hòa không cho mang lên nha. Nha. Sợ bốc mùi. Mùi nó mạnh lắm. Mấy cái người mà chạy ô tô mà kéo. Đây là xe ôm. Dạ, xe ôm cũng lịch sự ha. Chị, cái chỗ mình ở gần biển không chị? Thì chị Vấn. Ở đây ha, các chị ha, rồi trước mặt của mình là mình sẽ thấy là cái xe đây. Ở đây không có xe lửa, ở đây là không có xe taxi. Đi đâu, người ta đi bằng cái xe hàng ký trước mặt của mình đó, người ta đang đậu đây là xe taxi á. Ở cái xe hai hàng ký đó nha. Hai hàng ký là hai bên nha, ha, đây. Giống như xe lam á nha. Xe bên cái trái này ạ. Dạ, rồi là kì người ta phục vụ cả ngày cả đêm. Nhưng mà ở đây là mình người nước ngoài đi rất là khó, tại sao á. Trước tới chỗ mình xuống là mình phải bấm chuông trước hả mình, nhưng mà mình không biết là thì mình đi rất là khó. Dạ, còn như là mình đi bao cả xe luôn, mấy ngày cũng được khoảng 100 baht trở lên đó, tùy theo mình đi á, đi xa hay là đi gần, nhưng mà quyết định là 100 baht rồi.